Xin chào mừng các anh đã quay trở lại với video của Trung Thực Auto. Trước khi đi vào nội dung chính thì em xin giới thiệu một chút về công ty bên em. Đó là Trung Thực Auto là đơn vị chuyên kinh doanh dòng xe gầm cao đã qua sử dụng. Và bên em thì có địa chỉ trụ sở tại 495 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy các anh nhé. Bên em thì không chỉ bán ra mà còn thu mua những cái dòng xe gầm cao trên toàn quốc. Thì các anh nếu mà có xe đẹp và xe không bị lỗi thì có thể gọi đến hotline 0977 558899 của bên em. Thì bên em sẽ có kỹ thuật đến để check xe và thu mua lại ạ. Quay trở lại với nội dung chính thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các anh một siêu phẩm vừa mới cập bến nhà Trung Thực. Đang đứng ở bên cạnh em đây đó là em Fortuner dầu. Fortuner dầu 2.4, một cầu số tự động các anh nhé. Fortuner dầu 2.4, một cầu số tự động ạ. Dạ vâng, bây giờ em mời các anh cái quan sát cái phần lốp xe và la răng của em nó. Vì đây là clip review nhanh cho nên là em cũng sẽ chỉ nói qua một vài chi tiết nổi bật thôi các anh nhé. Đó, các anh có thể quan sát tức là cái lốp xe và la răng vẫn còn rất là mới. Thì em này là có ngoại thất là màu đồng và nội thất màu nâu các anh nhé. Và em này là biển tỉnh, hồ sơ cá nhân và một chủ sử dụng từ đầu ạ. Trời đang khá là nắng nên em xin phép là quay nhanh thôi ạ. Mời bạn quay phim bây giờ, quay khoang nội thất cho các anh cùng quan sát. Dạ vâng, số odo đang hiển thị trên đồng hồ đó là 3 vạn các anh nhé, khoảng 3 vạn một chút thôi ạ. Đời 2000, ở đây thì em không cập được cập nhật đời ở đây. Odo đang khoảng là 3 vạn các anh nhé. Dạ vâng, các anh có thể quan sát cái phần vô lăng cũng như phần da ghế, phần táp lô. Trung Thực Auto thì luôn cam kết hai điều với khách hàng đó là chất lượng và nguồn gốc. Về chất lượng bên em thì bên em tự tin cam kết về động cơ này, hộp số, hệ thống khung gầm thì 100% nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước, không thủy kích, không cỏ máy đại tu các anh nhé. Còn về nguồn gốc thì sẽ là có giấy tờ pháp lý rõ ràng, không tranh chấp, không thế chấp, không cầm cố và thậm chí là cả không phạt nguội nữa ạ. Trung Thực Auto bên em thì luôn khuyến khích khách hàng là qua xem xe trực tiếp để trải nghiệm. Các anh có thể đi cùng kỹ thuật hoặc là đem ra gara uy tín để mình check xe. Bên em thì cực kỳ tự tin về cái chất lượng xe bên mình. Kết thúc video thì em xin chào giá. Để cái mức giá mong muốn của Trung Thực Auto đang để cho em Fortuner dầu 2.4 này là 1.089.000.000 các anh nhé. Và mức giá này thì hoàn toàn có thể thương lượng ạ. 1.089.000.000 và mức giá này thì hoàn toàn có thể thương lượng. Nếu mà các anh có nhu cầu yêu thích cái em xe này hoặc là những cái em xe gầm cao khác của bên Trung Thực thì các anh có thể liên hệ đến số hotline bán hàng đó là 0975 79 từ quý 2. Thì bên đội ngũ của Trung Thực Auto thì sẽ tư vấn tận tình luôn ạ. Dạ vâng, video review nhanh thì đến đây là kết thúc. Video giới thiệu chi tiết hơn thì bên Trung Thực Auto bên em thì sẽ gửi các anh ở phần sau. Các anh nhớ đăng ký kênh và cho em một like để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.